Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tour ngày 11 tháng 4 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành tới phút để theo dõi chương trình. Trong video này, Shop em sẽ giới thiệu một cái tour chuột mới về mà của hãng chào cho Shop em giá cực kỳ tốt. Anh chị có thể tham khảo và sử dụng cái tour này. Tour chuột này sử dụng cái lưỡi cưa 305mm thương hiệu Ice hình con mắt. Đây là của chài Vinh đem lên, nghĩa là lâu hồi á. Đây là cái thật ra cây cưa này sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà chất lượng của nó là theo tiêu chuẩn của Đức, đó là Germany, thương hiệu là Ice. Rồi cưa này nhìn nó vậy thôi chứ nó rất là nặng nha. Mình đã tham khảo cái bộ bên trong rồi, nó cực kỳ là hầm hố, rất là xịn. Thì về những đặc tính cơ bản của cây cưa thì các em sẽ khui ra và cùng giới thiệu với anh chị xem. Đập thùng, lấy cái búa đập luôn. Catalog hướng dẫn xong để bằng bên đây là cái tay quay, cái túi bụi, phụ kiện mở lưỡi, xiết lưỡi. Rồi tiếp theo cái cử nè, cái thùng giấy. Máy này cực kỳ nặng luôn. Kéo thùng ra. Để xuống đây luôn. Và đây là cái cây cưa trượt thương hiệu là một con mắt của theo tiêu chuẩn của Mỹ, của nhà của Đức. Đây Germany. Và đây nó có đủ cái chứng nhận để tiêu thụ tại thị trường Đức nè, GS. C là thị trường châu Âu. Khi nhớ đeo bộ đầu đồ bảo hộ khi thao tác, đọc hướng dẫn sử dụng rồi và liên hệ với nhà cung cấp. Đây thông số kỹ thuật của nó sử dụng cái đĩa cưa là 305mm, công suất motor là 2000W, tốc độ vòng xoay tối đa nó là 3000 vòng một phút, sử dụng điện 220V 50A nha. Quá hay luôn. Ở đây là cái cưa trượt. Những đặc tính nào mà để em chọn cái cưa này giới thiệu với anh chị, thứ nhất nó là động cơ từ rất là đã luôn, 2000W này là gần 3 ngựa. Một ngựa là 750W thì 7321, 2002 sẽ là 3 ngựa. Thì 2000W này là hơn 2 ngựa rưỡi rồi. Thứ hai là nó sẽ truyền động bằng cái từ motor từ này qua cái dây Cura. Đây là nguyên cái hộp dây Cura của nó luôn. Rồi đặc tính thứ ba của nó mà theo nhà sản xuất thiết kế á là hai cái ray trượt này nó sẽ trong đây nó có hai cái ổ bạc đạn để nó trượt luôn. Thì cái thiết kế này nó hay hơn cái thiết kế của những cái cưa trượt Nhật, là cưa trượt Nhật vẫn 2 ti nhưng mà chỉ có một vòng bạc đạn thôi, còn riêng cưa này là được 2 ti mà hai vòng bạc đạn luôn, thì cái độ trượt nó sẽ êm hơn. Rồi tiếp theo là nó nghiêng được hai bên nha anh chị, nghiêng được hai bên mỗi bên một bên 45 độ, một bên 50 độ. Motor nằm ở trên cho nên mình nghiêng rất là thoải mái. Tiếp theo là công tắc an toàn, đó là mình không thể nào bóp được, nó rất là an toàn, phải đè xuống rồi mình bóp nó mới được. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái máy nha. Rồi tặng lên đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái cưa này. Cái công việc đầu tiên là sẽ lắp lưỡi. Thì bản thân cái máy xông thùng này hãng không có cho cái lưỡi kèm theo, cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái lưỡi của cửa hàng để lắp vào để quay review cho anh chị cùng xem. Đây nó cho một cái chìa mở ha, và một cái lục giác này. Nó hoàn toàn không có chốt an toàn, không có chốt để giữ lưỡi như những cái cưa Nhật hoặc là những hãng khác, mà chúng ta sẽ dùng cái bộ này. Cái này gắn đây và đằng sau song song với cái này nó có một cái lỗ mình nhét vô. Đây sharp lock, chúng ta sẽ nhét cái này vô. Đó. Rồi thế là chúng ta sẽ dùng cái tay, hai tay chúng ta quay thôi. Nó ra rồi đó. Giờ lấy nguyên bộ này ra.
gắn cái đĩa cưa vào. Đây cái mũi tên như thế này, tức là nó hướng dẫn mình là cái chiều của răng nó sẽ quay xuống như vậy là đúng. Ok. Ta sẽ đè cái này cho nó vô chốt an toàn. Để nó bật cái lưỡi này lên thì mình sẽ gắn nó vô được. Nó cơ chế an toàn nhiều quá thì nó cũng gây bất lợi, nhưng mà thực sự nó là cái điều cần thiết để anh chị cùng sử dụng cái máy thật sự an toàn. Bắt đĩa vô. Ok. Sẽ áp cái này vô trước. Cái cưa này nó hơi dày hơn. Đây là cái răng ngược, chúng ta sẽ quay ngược chiều kia đồng hồ nó siết lại. Cưa này nó ngon, thì nó mới siết ốc vừa dư. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau lắc cái tay thử coi cái độ rơ của nó có chưa. Vậy là mình gắn hay là chưa có đúng quy cách nữa nè. Nó sẽ lắc vậy, nó không có bám cái vòng vô. Rồi chúng ta sẽ làm lại. Sau khi lắp đĩa cưa xong rồi thì mình sẽ lắp cái bảo vệ vô. Thì anh chị sau khi lắp đĩa cưa xong mình nó kiểm tra nha, coi nó có bị lắc cái đĩa cưa không. Rồi quay thử coi nó cảm thấy ok không. Chứ nếu mà đĩa cưa bị quơ á, khi mình thao tác mà mình bật máy lên cái là nó sẽ đánh cái lưỡi, rất là nguy hiểm. Rồi, một con ốc. Sẽ giới thiệu nó có cái túi bụi luôn, tôi kèm theo. Cái túi này không phải là túi chứa toàn bộ bụi mà nó chỉ là lọc bụi tinh thôi. Nó là khi mà những cái bụi nào siêu đi ti thì nó sẽ nằm trong đây trước, nhưng mà đa phần là sẽ đi ra ngoài chủ yếu. Anh chị thấy cái tiêu chuẩn rất là nhẹ nhàng, mặc dù cái máy nó rất là nặng nha. Tôi xin nhắc lại máy nó cực kỳ nặng luôn. Cử đầu tiên nó phải cử xéo nè, nghiêng qua cũng được. Nghiêng nó cũng có cái cử, mà cử thẳng nó cũng có luôn. Thì để mà nghiêng thì chúng ta sẽ cùng nhau gạt cái này ra. Chúng ta nghiêng. Rồi sau khi nghiêng rồi á, ở những cái góc mà thông dụng thì nó sẽ có cái nấc một, thì cái cò này sẽ đi vô những cái nấc thông dụng. Còn nếu những cái góc độ mà không thông dụng thì sau khi nghiêng qua mình sẽ gạt cái cần bên đây anh chị ạ. Đây gạt cái cần này để cho nó siết góc độ lại. Siết góc độ lại là xong. Rồi chúng ta sẽ chỉnh về lại cái không độ. Đấy, kéo này ra đẩy thêm. Rồi, xếp này vô, khóa lại. Khóa lại. Ok, đồng thời khóa này luôn. Đồng thời khóa này luôn. Ti thì nó có một cái, cũng có cái nút khóa ti luôn. Này mình đang chỉnh ti nè. Còn mình muốn không có trượt nữa. Khi mình muốn dùng một cái cắt góc không á, mình sẽ khóa cái ti lại. Còn cách này dẫn này vô. Khóa cái ti lại. Sở dĩ mà hai cái thanh trượt này nó trượt rất là nhẹ nhàng đó, bởi vì bên trong đây nó có tới hai cái vòng lò xo, và hãng nó báo luôn trong đây có hai vòng lò xo, hai cái trượt, cho nên nó sẽ trượt nhẹ hơn. Thì những cái máy nào thì đa số là chỉ có một vòng bi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp. Đây là cái cần xoay xoay góc, chúng ta sẽ nhả ra rồi gạt xuống và xoay. Nó cũng có chế độ con cốc luôn, những cái góc độ mà thông dụng thì nó sẽ vô cái nòng của nó.
còn không có góc độ mà không có thông dụng thì mình sẽ mở và xíu bằng cái này. Rồi đây là cái cử để chặn lưỡi cưa. Chặn lưỡi cưa là độ nông sâu của việc cắt. Đó là cái tay cử của nó. Tay có thể quay qua đây luôn cũng được nữa. Khi mà cắt mát là chúng ta sẽ gạt này qua. Còn nếu mà cắt độ nông sâu mình đã giới hạn trước thì mình chỉnh vô. Nó có nhiều cái rất là ưu việt. Rồi. Đây là hai cái bàn nối dài để mình áp cái sàn, áp cái vật liệu mình đi cắt. Đó, có thể nối dài ra vào được luôn. Thì khi mà cắt nghiêng anh chị nên cẩn thận nha. Nếu mà mình phải ướm trước cái đường cưa khi dập xuống nó có bị chạm vô hay không. Không nó sẽ bị hư lưỡi và hư luôn cả cái bàn. Bàn này là bàn 4 chân rất là nặng mà phía dưới nó có thêm cao su nữa cho nên việc cố định của nó rất là tốt và êm. Rồi, tiếp theo không nói gì thêm, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái máy. Đầu tiên là nghe tiếng máy. Máy này sử dụng điện 220V motor từ. Chạy rất êm mà chuyển động Ayurveda nữa. Em luôn. Với cái motor từ này thì cái việc mà sử dụng máy nó sẽ rất là khỏe và thứ hai là nó không có bị mòn củ góp, không bị mòn than. Nếu mình xài đúng tải của nó thì cái motor này xài vĩnh viễn. Hoặc là giả sử như có trường hợp nào đó nó hư motor thì chúng ta dễ dàng mở motor ra và cuốn lại, rất là ngon lành. Tiếp theo nó sẽ truyền động qua dây cura cho nên nó không cần phải xài nhông nhiều, thì cái việc mòn đầu tiên sẽ là mòn dây đai cura, dây cura mình có thể thay thế được. Và đây là cái cưa thương hiệu con mắt, tức là Ice, thương hiệu Ice, một con mắt theo tiêu chuẩn của Đức. Em xin nhắc lại, đây là cái máy được gia công tại Trung Quốc nhưng theo tiêu chuẩn của Đức và nó đủ điều kiện để tiêu thụ tại tất cả thị trường như là Đức, GS, thị trường châu Âu, CE. Và đây là cái máy mới hoàn toàn, riêng hãng sẽ bảo hành cho mình 1 năm. Đối với những cái máy như thế này thì việc xài lâu dài là rất là ngon lành. Máy này shop em đang bán với giá là 7.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Và xin nhắc lại là theo thùng máy là không có đĩa cưa. Đĩa cưa này là shop em gắn vào để mà kiểm tra cái độ hoạt động của máy thôi. Đĩa cưa này là bán rời. Và với giá nguyên bộ này là 7.500.000 đồng. Anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0129397858 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Xin nhắc lại nữa, quên, cái giá 7.500.000 này là giá hãng đánh vào thị trường cho nên cái giá sau đó sẽ được điều chỉnh. Và đây là cái giá 7.500.000 đang trong chương trình khuyến mãi. Và chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc thế nào thì hãng sẽ alo và sau em sẽ thông báo trước cho anh chị tuần. Nhưng mà chắc là cái chương trình nó diễn ra trong vòng tuần đến 2 tuần là hết cỡ thôi. Và bây giờ cái thương hiệu này nó đang muốn đánh vào thị trường Việt Nam, cái giá nó rất là rẻ. Và thứ hai là cái hàng nó cực kỳ chất lượng, mâm nhôm gan đầy đủ, quá đã luôn. Đó. Cái bệ đỡ của nó làm cũng rất là ngon lành luôn. Ở đây nó có hai cái nút giữ, nút giữ này giống như là cái công tắc vậy đó. Khi chúng ta muốn di chuyển ra vào thì nó bóp cái đèn này vô, nó sẽ cố định lại. Hoàn toàn tiện dụng, quá đã luôn. Cái cưa này thật sự là rất là xứng đáng để anh chị có thể là trải nghiệm và đầu tư cho xưởng. Giá 7.500.000 thì cũng rất là hợp lý bởi vì tôi nhập. À, lưỡi 305 hành trình 40 hiện tại bây giờ cũng giá khoảng 6.000 mấy rồi. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn hẹn cái phút để theo dõi chương trình hơi dài. Xin chào và hẹn gặp lại.